Ây da, lịch má này. Vậy là trời đã sáng thách rồi. Hôm nay là sinh nhật lần đầu tiên của cuộc đời mình. Tới hôm qua, xúc động quá mình không thích nào ngủ được. Còn bây giờ mình phải dậy thôi, dậy chuẩn bị cho chương trình cho tối hôm nay. Để suy nghĩ coi, tối nay mình sẽ để tóc kiểu gì cho nó phù hợp đây. Nếu để theo kiểu Tùng Dương thì mình sợ rằng mình không có đủ tóc. Nhưng nếu để theo kiểu Khánh Băng thì người ta sẽ không phân biệt được đâu là thằng cha, đâu là thằng con. Thật là khó quá đi mà. Ây da. Alo. Salut. Sunt eu un haiduc. Și te rog, iubirea mea, primește fericire. Chị thích ký đó hả? Kịch bản đâu, đưa em xem nào. Wow. Trời đất ơi, chị thư ký à. Kịch bản này thì không có được đâu, không có được đâu. Trời đất ơi, đây mà là kịch bản sao? Cuối cùng thì mình có chọn được một kịch bản thật là phù hợp với chương trình tối nay. Còn bây giờ mình sẽ chuẩn bị bài Em Có Ngày Hôm Qua Đến Tối Nay ra mắt mọi người. Thật là vui quá, hồi hộp quá đi đó mà. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Ôi thần linh ơi, ông bà già kỳ quá đi đó mà. Con chưa đến tuổi.